Giống la này là đặc sản của Đài Loan các bạn nhé. Quả to, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ, ăn có độ dẻo dai và có vị ngọt đậm. Đây chính là cái giống la dứa Đài Loan. Giống la này cũng đã du nhập về Việt Nam khá là lâu rồi. Cái này giá thành trên thị trường cũng rất là cao, dao động khoảng tầm 200 tới 300 nghìn đồng trên 1 kg quả các bạn nhé. Đấy, giống la này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi. Hiện nay thì cũng đã trồng thành công tại ba miền Việt Nam rồi. Đấy, cây trồng tại vườn nhà mình đây thì mới được khoảng tầm hơn 2 năm tuổi các bạn nhé. Đã đậu quả rất là nhiều rồi. Các bạn muốn cây nó sai quả thì sau mỗi cái lứa quả là chúng ta sẽ tiến hành cắt tỉa cành. Khi cây bật mầm mới ở những kẻ lá ra là nó sẽ kèm theo hoa. Sau khi hoa nó hình thành, các bạn sẽ tiến hành thụ phấn chéo cho cây. Thì khi đó cái lớp vỏ quả nó sẽ được lây đều, quả nó không bị vẹo nhé. Mẫu mã sẽ rất là đẹp. Trọng lượng trung bình của cái dòng la dứa này nó sẽ dao động khoảng từ 500 tới 800 gram một quả nhé. Một năm thì các bạn có thể xử lý để cho cây nó ra quả khoảng tầm 2 tới 3 vụ quả các bạn nhé. Đây một số cây đang ra cái hoa lớn mới các bạn này. Đây là quả con của nó các bạn nhé. Đấy. Quả rất là đẹp này. Lây đều, không bị vẹo. Các bạn mà quan tâm đến cái giống la dứa của Đài Loan này thì liên hệ tới vườn nhà mình các bạn nhé. Bên mình có đầy đủ các kích thước từ cây giống, cây trai, cây trưởng thành đang ra hoa đậu quả như này. Bên mình đều có số lượng rất là nhiều. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavuongoclam.com.